được chưa? đâu có nói gì đâu mà nghe đúng không anh chị? Nãy giờ đâu có nói gì đâu mà nghe? Nãy giờ là ta đang giữ im lặng, ta đang thiền định, nghe mình sẽ ra quyết định cái kết quả mình mong muốn. Và đây là một trong những thói quen của các bậc thầy. Của như anh chị mà mình biết vận hành luật hấp dẫn, vận hành sức mạnh tiềm thức bên trong của mình. thì bao nhiêu anh chị ở đây mình mình muốn biết đúng không ạ? Vận hành sức mạnh tiềm thức để đạt được cũng như là gia tăng lợi nhuận của mình thì các anh chị cũng phải hiểu được sức mạnh tiềm thức là cái gì đúng không? Sức mạnh tiềm ẩn là cái gì? Ở đây thì các anh chị nào chưa biết mà yes. thì sức mạnh tiềm thức đó, nó là một cái bộ môn khoa học các anh chị nha. À, nó được là một bộ môn khoa học và nó được ông Joseph Murphy đã viết cuốn sách này và đã xuất bản cái cuốn sách này từ rất là lâu các anh chị ha em sẽ đọc cái thông tin một chút xíu cho các anh chị xem nha. Cuốn sách này được xuất bản khá là lâu và được uh, bán chạy nhất nước Mỹ New York Times bestseller -best 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 các anh chị ha. Sau đó nó mới tới mình, nó mới được lan truyền tới người của mình, tới đất nước của mình thì đó là lý do tại sao mà ở trên thế giới có rất là nhiều người thành công, không ạ? Đâu? Anh chị đang nghe rõ theo nói không? Chị đọc nghe rõ comment cho em coi Có nghe rõ comment cho em à? Alo Nghe rõ đúng không? Có bị rè hay bị gì không ạ? Không đúng không? Dạ rồi Thì anh chị nào ở đây mình chưa có biết về sức mạnh tiềm thức ấy Thì đây là cuốn sách mà anh chị được khuyên đọc ha Anh chị nay tìm mua cuốn sách này đọc nha thì mua ở trên Tiki, trên Shopee, trên nhà sách gì đó rất là nhiều. Mua để ủng hộ tác giả nha chị nha. Ủng hộ tác giả chứ không phải ủng hộ theo nha. Ừ, ủng hộ tác giả. Thì tác giả công tình là viết sách, công tình là nhà xuất bản, người ta xuất bản sách cho mình ấy. Thì mình mua để mình ủng hộ người ta. Chứ mình đi mượn sách ta, mình cứ đi copy ở trên mạng về rồi mình đọc thì thì coi như là tác giả người ta phá sản thì sao? Người ta phá sản thì người ta đâu có in sách, đâu có đi làm sách cho các anh chị đọc nữa dễ không? mình phải mình phải biết ơn, biết ơn cái người làm ra cuốn sách này cho mình đọc thì có nhiều anh chị nó, tôi lên mạng tôi nghe cho rồi tôi mua chi tốn tiền, đấy, cái tư duy vậy sao đi kinh doanh được? Anh chị đi kinh doanh anh chị bán hàng mà người ta nói, tôi không có mua đâu, à, để tôi lên tôi xài ké bạn tôi cho nó xong thì họ mới nay như vậy anh chị ha, mình nên uh, biết ơn, có cái người họ dịch sách cho mình, họ mang cái cuốn sách từ bên nước ngoài về đúng không? Họ dịch ra cho mình rồi họ xuất bản thành sách để cho mình cầm mình đọc cho nó sướng cái tay mình phải mua sách mình ủng hộ nhà sản xuất mình ủng hộ cái người tác giả họ đã viết sách cho mình để các anh chị nha ủng hộ tác giả nhưng mà ủng hộ theo nha ok rồi đây là các anh chị nhớ uh, mua sách về đọc hạn chế là đi mượn người khác và hạn chế là lên lên mạng uh, tải về nha uh, mua này nên mua sách về đọc ok thì uh, cái cuốn sách này các anh chị là nó sẽ là cuốn sách rõ ràng nhất cho các anh chị về cái sức mạnh tiềm thức nên là các anh chị nên đọc đi anh chị đọc để anh chị hiểu cái cách sử dụng nó như thế nào và nếu như anh chị đọc rồi anh chị đọc 500 lần rồi mà anh chị vẫn chưa hiểu thì các anh chị có thể tham vấn thêm những cái buổi dâm những cái buổi zoom của câu lạc bộ như thế này để các anh chị hiểu hơn cái cách ứng dụng nó như thế nào được không ạ mình theo các anh chị thì mình đọc sách là nghiên cứu thay với cái thay là mình gặp luôn cái người thành công người ta đã ứng dụng rồi người ta tạo ra tiền tài của cải vật chất rồi mình học luôn kinh nghiệm bí kíp từ họ nó sẽ nhanh hơn hay là mình tự nghiên cứu sách nó nhanh hơn các anh chị ơi thì theo các chị là cái nào nhanh hơn cái nào nhanh hơn ạ à? yes nên là đó là lý do mà nếu anh chị mà vào môi trường câu lạc bộ tại sao các anh chị có cái thành công nhanh là bởi vì á thay vì các anh chị phải đọc sách 500 lần thì các anh chị nghe theo chia sẻ hoặc là những anh chị trong môi trường câu lạc bộ chia sẻ thì các anh chị có luôn kinh nghiệm thành công nên là các anh chị thành công rất là nhanh đó là lý do tại sao mà những người đi sau á họ sẽ có xu hướng giỏi hơn những người đi trước là bởi vì những người đi sau họ sẽ học lại cái dấu vết của những người đi đi trước người thành công luôn để lại dấu vết và việc của chúng ta là phải lần theo dấu vết của người thành công đó ha bao nhiêu số anh chị đây mình đã có tư duy là nên lần theo dấu vết của người thành công và thành công luôn ạ à. hay là anh chị có tư duy là muốn thành công cái gì là cũng phải tự mày mò phải tự nghiên cứu phải tự lập cánh sinh nè à. đó nên là ngay cái việc mà anh chị có được cái tư duy này thì theo tin là anh chị đã rút ngắn cái đoạn đường thành công của bạn rồi hồi xưa mình cứ nghĩ rằng là cái gì mình phải tự biết không, không có gì tự biết hết tốt nhất là đi học cho lẹ các anh chị ha học từ kinh nghiệm từ người thành công và thành công luôn hãy hai file với chính mình và nói tôi học từ kinh nghiệm của người thành công và thành công luôn chỗ nhanh ừ chỉ cho mệt mỏi nha vậy thì việc đầu tiên muốn hiểu về sức mạnh tiềm thức thì đây là cuốn sách gấu đầu giường của anh chị ha mỗi ngày một chương mỗi ngày đọc một chương sách được không ạ à? đọc hết rồi dầm lại đọc hết rồi dầm lại mỗi ngày một chương sách và bây giờ theo sẽ hướng dẫn cho các anh chị rõ hơn về tiềm thức là gì tâm thức là gì thì hôm qua thì cũng đã chia sẻ cho các anh chị một phần rất là rõ ràng rồi mỗi anh chị đây đều có một cái tâm thức tâm thức nó giống như là giác quan thứ sáu của các anh chị vậy đó. Và cái tâm thức này rất là mạnh các anh chị, nó mạnh được ví mạnh như là con voi rừng châu, được ví như là con voi rừng vậy các anh chị ha. Và anh chị nghĩ tưởng tượng nè. Ví dụ như anh chị có một cái con voi rừng. Anh chị bỏ bê nó ở trong rừng. Anh chị bỏ nó ở trong rừng nhiều năm. Nó lớn lên, nó to lên, nó khỏe, nó mạnh. nó to, nó khỏe, nó mạnh cái vào một ngày đẹp trời anh chị vô rừng, anh chị vô rừng. Anh chị giới con voi nó về. Thì theo các anh chị là cái con voi đó nó có nghe lời các anh chị không? Nó có nghe lời mình không ạ? À? Nó không nghe lời mình. Thì bây giờ anh chị bảo nó làm cái gì nó có nghe lời theo anh chị không ạ? À? Không. Nhưng mà lỡ vô tình anh chị nơi nó về nhà. Thì theo các anh chị là nó rất là mạnh. Mà nó đi phá làng, phá xóm và ai là người phải chịu tổn thất ở đây? Các anh có phải là các anh chị phải chịu cái tổn thất rất là lớn với con voi này không ạ? À? Cho em hỏi nè, bao nhiêu anh chị ở đây mình đã bị con voi rừng này nó phá các anh chị từ dương sang âm, từ khỏe mạnh sang chưa khỏe mạnh, từ gia đình hạnh phúc sang gia đình không hòa hợp luôn có không đã từng bị chưa đấy đơn giản lắm mỗi anh chị đây đều có một con vô rừng nó mạnh cái sức mạnh tiềm thức của các anh chị nó mạnh như con vô rừng nhưng mà có điều đó là gì mình không có điều khiển được nó nên là nó đang điều khiển anh chị ok không con vô này nó đang điều khiển bạn cho em hỏi nè bao nhiêu anh chị ở đây mình đã từng làm một cái gì đó mà mình không biết tại sao mình làm như vậy Tại sao mình là hành xử như vậy luôn? Có không ạ? À? Có comment có. Là bởi vì sao? Là bởi vì bạn đang bị cái công vô trường này điều khiển mình mà mình không biết. Vậy bây giờ em hỏi anh chị nè. Nếu như mình muốn sử dụng được cái sức mạnh của nó, thì mình phải làm sao? đón đúng giỏi cho em hỏi là ở nhà anh chị có nuôi thú cưng không ạ à? bao nhiêu chị ở đây ở nhà có nuôi thú cưng không ạ à? rồi khi mà các anh chị mua thú cưng con 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 thú cưng của các anh chị về anh chị sẽ làm gì nó ạ à? đúng rồi anh chị rèn luyện nó đúng không đầu tiên là anh chị rèn cho nó đi đi tè ê ê đi tè là chỗ kia nha đó con cúng đúng không bao nhiêu số anh chị đây đã rèn được con cúng đi tè đúng chỗ ạ à? đi tè đi ị đúng chỗ nó mà đi tè bảy chỗ là vô nhà anh chị đúng không nè đó 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 rồi bao nhiêu số anh chị đã rèn cho con cúng nhà của anh chị rằng là khách tới nhà thì sao là phải chào đón thì phải vẫy đuôi khách tới nhà phải phải đuôi người lạ tới là phải sủa gâu 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 các anh chị đã rèn luyện cho nó như vậy đúng không ạ đấy vậy thì bây giờ em hỏi các anh chị rằng là bây giờ bản thân của anh chị đây cũng có một cái con voi rừng như vậy nó rất là mạnh Và bây giờ anh chị mới lụm nó từ ngoài rừng về nó như là một con hoang thú giả Và bây giờ anh chị muốn sử dụng sức mạnh của nó thì mình phải làm sao thì mình phải làm sao đúng rồi mình phải rèn luyện cho nó anh chị nói là tôi rèn luyện tâm thức của tôi tôi rèn luyện tâm thức của tôi và chỉ cần các anh chị làm chủ được cái sức mạnh tiềm ẩn này anh chị nắm giữ được nó anh chị rèn luyện được nó thì bạn muốn cái gì nó bạn bạn muốn đạt được mục tiêu gì thì nó sẽ đáp ứng cho các anh chị bởi vì tâm thức, phần. Phần thứ thức. Thứ thức. tâm thức anh chị nó có hai phần. Phần thứ nhất là ý thức. Phần thứ hai là tiềm thức. Anh chị gây vô ạ. Tâm thức anh chị nó có hai phần. Phần nhất là ý thức. Phần số hai là tiềm thức. Ý thức là chiếm 10%. Và ý thức nó có một cái nhiệm vụ là ra quyết định, lựa chọn và ra quyết định. Ví dụ như là lựa chọn ăn cơm hay là không ăn cơm. Lựa chọn là 12 giờ tôi học gym hay là tôi không học gym. Đó là lựa chọn. Ra quyết định ví dụ như là tôi có được gương mặt đẹp. Đó là ra quyết định tôi có mặt trong gym đúng giờ. Đó là những cái loại ra quyết định. Còn tiềm thức của các anh chị là 90%, nó chiếm 90% cái sức mạnh cơ thể các anh chị. Nó chiếm 90%. Cái sức mạnh của tâm thức và nó có một cái nhiệm vụ là Thực thi Đáp ứng Đồng ý Và cho thêm Cái yêu cầu mà ý thức đã đưa ra Ví dụ như ý thức đưa ra yêu cầu là gì Tôi Vào dung Tôi có mặt ở trong dung Sớm Nhà thử vậy ha Thì tiềm thức nó sẽ đáp ứng cho các anh chị có mặt ở trong dung không những sớm mà nó còn cho đúng giờ trước giờ rồi nó còn cho anh chị năng lượng để anh chị hoàn thành hết cái buổi zoom nữa cái đó là đồng ý và cho thêm anh chị hiểu cái chỗ đồng ý và cho thêm chưa đấy hoặc là ý thức đưa ra quyết định là gì ạ tôi muốn ăn chanh đó, đó là yêu cầu anh chị là tôi muốn ăn chanh thì tiềm thức của các anh chị nó sẽ đồng ý và cho thêm đó chính là gì ạ nó sẽ nói là gì ok nó sẽ cho anh chị chanh không những nó cho anh chị ăn chanh mà nó cho anh chị rằng là ăn cái món gì nó cũng chua như chanh luôn. Anh chị hiểu cái vấn đề ý thức và tiềm thức chưa? Bao nhiêu số anh chị hiểu rõ comment là tôi hiểu rất rõ. Còn những anh chị không comment thì sao? Là do mình không biết comment hay sao? Hay là do mình không thích Hay là do mình không nghe kịp em nói Comment rồi vô cho nó nó tương tác rồi vô cho nó Não anh chị nó xoắn lên anh hình dung không Mấy hồi có được cái cơ hội em giúp anh chị đặt câu hỏi đúng không ạ Thì các anh chị phải tranh thủ nghe câu hỏi là não cho não nó chạy lên Não mình nó sẽ thông minh hơn Xài cái gì nhiều thì cái đó phát triển Cái gì vận động nhiều thì cái đó nó to ra Não của mình vận động nhiều Nó sẽ tăng cái cái chất xám lên Mình sẽ tăng cái khả năng nhạy bén Và cái khả năng Xoay sở của mình Nó sẽ tăng cao nhờ dạ, hiểu rồi đó Rồi Coi như là tới đây xong Kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại Các anh chị Ờ Ok rồi Tới đó anh chị sử dụng được rồi Được không ạ à? ừ, Rồi Thì bây giờ mình sẽ Nghiên cứu cái cách Mà mình sẽ sử dụng Cái sức mạnh này như thế nào Được không ạ à? đồng ý và cho thêm thì bây giờ vị của các anh chị là gì đa số mọi người ấy, bị lỗi của các anh chị ở đây là gì đa số các anh chị không có biết cái sức mạnh tiềm ẩn này nên là các anh chị đã không chịu yêu cầu cái điều mình muốn các anh chị không chịu đưa ra cái lựa chọn mà mình muốn mà các anh chị cứ hay nói về những thứ mình không muốn thì khi mà mình nói về cái thứ mình không muốn á, thì tiềm thức của các anh chị nó tưởng đâu anh chị muốn cái đó nên là nó đồng ý và nó cho thêm đúng không đấy ví dụ như anh chị rất là muốn thành công về tài chính nhưng mà anh chị lại muốn thành công về tài chính nhưng mà lại sợ sợ mình làm được nên lúc nào cũng nói trong đầu là chắc mình làm được đâu thì con nhỏ tiềm thức nó nghe nó nghe là không làm được thì nó tưởng đâu rằng là không muốn làm tưởng đâu là anh chị thích sợ nên là nó cho anh chị nhiều cái tình huống để mình sợ nhiều hơn đấy anh chị hiểu vấn đề không cái vấn đề là chúng ta đã gì ạ à? không giao tiếp đúng với tiềm thức của mình nên tiềm thức của các anh chị nó hiểu nhầm và nó nó tưởng đó, anh chị tưởng không anh chị hiểu cái chữ tưởng không nó tưởng là anh chị muốn cái đó nên là nó mang cái đó tới cuộc đời các anh chị Ví dụ như là mình mới nợ có Mình mới làm ra 10 triệu đúng không Giả sử như mình làm ra 20 triệu Mình xài xài cái mình tiêu Mình tiêu hết 10 triệu Mình tiêu cái nợ nó thâm Thâm lên có 5 triệu đầu tiên Thâm, thâm có 5 triệu thôi Nợ có 5 triệu thôi Mà kiểu như mình sợ quá đó Mình thấy cái cục nợ đó Cái bắt đầu mình sợ, mình sợ, mình lo Mình lo cho cố vô cái cuối cùng Cái tiềm thức của mình nó tưởng đâu là mình khoái nợ nó tưởng đâu mình khoái những cái khoản chưa dương đây làm là nó thấy mình nghĩ tới hoài đó cái nó tưởng anh chị thích thế là cho nhiều khoản nợ hơn càng làm để trả nợ thì lại càng có nhiều nợ hơn để trả ghi câu vô nhà nếu anh chị nào đây đang tập trung làm việc để trả nợ thì anh chị sẽ có nhiều nợ hơn để trả đó thích chưa thích chưa thích chưa anh em ơi bao nhiêu anh em đang làm việc kìa tập trung kiếm tiền cho nợ đâu nói nghe coi comment số 10 em em à. ạ ờ dạo này á chị cũng có nhiều cái khoản chưa dương á nên là chị đang tập trung để mà tập trung để mà chị làm cho nó đủ để mà chị trả <laughs> dính trưởng liền dính trưởng liền thế là em nói trời ơi chị ơi chị tưởng đâu chị trả hết cái khoản đó là chị sẽ có khoản khác để trả ha ôi nằm mơ đi chị còn lâu anh chị thử đi anh chị thả trả hết cái khoản đó đi là anh chị thử đi thử nó có cái gì đó để anh chị trả không có tiếp không có em làm con anh chị anh chị công nhận không bao nhiêu số anh chị đã từng như vậy nó nghe rồi thì cái quy luật nó là như vậy anh chị không có sống trái luật được đâu vì anh chị có phải là con cưng của vũ trụ chăng nữa thì anh chị cũng phải đúng cái luật lên mà anh chị sống cái luật chơi nó là tập trung kiếm tiền để trả nợ thì bạn sẽ có nhiều nợ hơn để trả đó là cái lục vậy thì bữa nay từ nay về sau anh có phải là anh chị muốn dư giả không em hỏi anh chị nè là anh chị muốn kiếm tiền để trả nợ hay là anh chị thật sự muốn dư giả về tài chính khi mình muốn dư giả thì mình nói mình dư giả chứ ai biểu ra muốn dư giả mà cứ nói rằng là tôi muốn trả nợ ai biểu chi mình nói không đúng thành ra là cái con nhỏ kia nó không biết nhỏ tiềm thức bên trong anh chị nó tưởng nó tưởng nó tưởng nó tưởng nó tưởng, tưởng bao nhiêu số anh chị đây là bậc thầy tưởng à ủa chị tưởng đâu em bảo chị mua cái đó chứ bảo à, mua trái dưa cái tự đi mua trái dừa về xong nó ủa chị tưởng đâu em nói cái gì tròn tròn là tưởng đâu trái dừa chứ em đâu biết đâu ghi ghi chữ dưa, dưa chị tưởng đâu dừa à, chị nhìn cho chị tưởng dừa đó bao nhiêu số anh chị đây là bậc thầy tưởng à cái gì cũng tưởng hết trơn á nó đường tưởng một nẻo đâu ạ thì từ nay về sau là cái chữ tưởng là các anh chị dẹp ra khỏi cái uh, cuộc đời mình luôn đi nha không có tưởng nữa các anh chị thì nay anh chị muốn dư giả thì anh nhớ là tôi muốn dư giả bây giờ trong tháng này anh chị muốn dư bao nhiêu tiền trong cái năm này anh chị muốn dư bao nhiêu tiền thì anh chị tập trung vô số dư được không đừng có tập trung vô kiếm tiền để trả cái gì hết á tập trung vô số dư Mình làm ra 10 đồng Thì mình dư lại một đồng 8 đồng còn lại mình muốn trả cũng được Nhưng mà không thể nào mà Trả hết được anh chị nha Ok Anh chị hai phải nói vậy Tôi giao tiếp đúng với tiềm thức Tôi tập trung vào số dư Tôi tập trung gia tăng lợi nhuận Tôi tập trung gia tăng lợi nhuận Bởi vì sao ạ? Bởi vì tiềm thức nó không hiểu từ không các anh chị. Chị ghi tiếp nha. Bởi vì tiềm thức của các anh chị nó không có hiểu được không? Nó không có biết được đâu là đúng, đâu là sai. Nó không biết được đâu là tốt, đâu là xấu. Nó không biết được anh chị đang muốn cái gì hay là không muốn cái gì. Nó chỉ dựa vào cái cảm xúc của các anh chị để nó đón được bạn đang muốn cái gì. Ví dụ như anh chị nhìn cái ly nước này Mà anh chị cảm thấy bực bội Anh chị cảm thấy không vui Là nó đoán là anh chị không có thích uống nước này Và nó làm cho mọi cách Để lần sau anh chị không bao giờ gặp lại Cái ly nước này nữa Ghê chưa Thế à, hay là uống nước cũng phải biết ơn nước Chứ không là nó lấy nước đi đó Ví dụ như anh chị cầm cái cây này lên đây là cái cây quay gì? giả sử anh chị cầm nó mà anh chị cảm thấy không có chăng quý anh chị cầm anh chị cảm thấy là nó không có được thoải mái cây quay gì đấy không đẹp gì không thoải mái <laughs> rồi xong nha xong xong đúng một tuần sau cái cây quay này không còn trong nhà anh chị nữa ghê chưa ghê chưa nó làm mọi cách cho đi luôn á hoặc là vợ hoặc là chồng của anh chị anh chị nhìn chồng của mình Mà anh chị nói đó, Đàn ông đàn an gì Mà không có chịu phát triển Gì hết trơn Đàn ông đàn an gì Chồng người ta đó Con người ta Chồng người ta Kiếm biết bao nhiêu tiền Đem gì cho vợ Chồng mình nhìn thử coi Không làm được gì hết trơn Đó Dặn hết sức Đàn ông thì chả biết Quan tâm đến vợ con gì hết. Dặn hết sức à, Nói cho cố vô Một tuần sau Hoặc là một năm sau Không còn thấy người chồng đó nữa anh ấy đã đi theo người khác rồi anh ấy đã đi với người biết chăm quý anh ấy rồi anh chị hiểu không và vợ anh chị cũng vậy nên là người ta nói là có hung dữ mất cái đừng cái tìm nãy nên là vợ của anh chị cũng vậy phụ nữ gì vậy không biết làm đẹp không biết gì hết cho cho đến một ngày anh chị ha tiềm thức của anh chị anh chị không thích cái gì là nó biến cho cái đó nó bấm nút biến nên là đến khi mà không còn nữa thì anh chị mới cảm thấy thiếu thốn nữa không ạ vì vậy nên là vậy nó có một cái bí kíp ở đây để các anh chị có thể sử dụng sức mạnh tiềm thức tốt nhất đó chính là hãy tập biết ơn những gì mình đang có anh chị cầm cái gì mà anh chị trè mâu một cái là coi như là coi như cái đó không xong không còn luôn và nếu mà sức mạnh tiềm thức của các anh chị mà nó mạnh thì ngay lập tức nó không còn luôn tại chỗ luôn chứ chưa kể là 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 là, là, là lâu hay là vậy ha chị ha dịu kê không ạ bây giờ sao chị hiểu này nè vậy thì bây giờ mình xem cái gì nó quan trọng trong người của mình ấy trong nhà của mình á mình tập mình biết ơn hết đi ít nhất là mình cũng gửi cho nó một cái cái ánh nhìn tình yêu thương trên cơ thể của mình cũng vậy từ cái hàm răng cho đến con mắt cho đến làn da cho đến cái não cho đến từ tế bào gan phổi thận tim mạch máu hệ thống xương khớp mọi thứ rất cần bạn yêu thương để ý quan tâm mà anh chị không để ý anh chị không quan tâm thử đi nó bay bay anh chị luôn ấy bây giờ cái đôi mắt này mà nó không yêu thương anh chị nó bay bay anh chị là gì chị làm gì à, ừ là trái tim <laughs> cái tim mà nên là anh chị không yêu thương nó nó bye bye anh chị luôn này anh chị làm cái gì? Thôi à, giờ trái tim vậy nó dặn bạn rồi nè. Giờ tôi bye bye bạn nha, tôi thích tôi tưởng tôi tự uh, tìm thức nó là tôi dễ là bạn không biết thích tôi. Thôi tôi bye bye vậy. Anh này là cơ thể của anh chị mà nếu mà nó không khỏe mạnh đó, là bởi vì anh chị đã không yêu thương nó. à anh chị đã thiếu tình yêu thương. Anh à này là bí kíp đầu tiên, nếu như bạn muốn trở thành bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức để gia tăng lợi nhuận cho cuộc sống tốt hơn thì bạn phải là một người tràn ngập lòng biết ơn và tình yêu thương với những cái thứ xung quanh của mình với cơ thể của mình với đồ vật với con người xung quanh của mình với những cái gì bạn đang có thậm chí rằng là với cái mục tiêu mà bạn đang hướng tới nữa và anh chị biết đa số mọi người bị gặp cái cái vấn đề khi mà đặt mục tiêu ví dụ như anh chị đang đang tạo ra 50 triệu là nhiều một tháng mà giờ các anh chị đặt mục tiêu là anh chị tạo ra 100 triệu là nhiều một tháng mà cứ mỗi lần mà nghĩ tới cái mục tiêu 100 triệu là nhận là anh chị cảm thấy bị chết trời ơi bị chết quá giờ làm sao ta mình làm sao mình làm được số tiền đó chưa bao làm nữa mà anh chị nghĩ tới là anh chị bị chết anh chị nghĩ tới là anh chị sợ anh chị sợ là mình không có đạt được anh chị nghĩ đó là anh chị tràn ngập sự lo lắng vậy thì cho em hỏi cái anh chị nè cái con nhỏ tiềm thức bên trong anh chị nó sẽ nghĩ gì đây nó sẽ làm cho anh chị tránh xa cái mục tiêu đó hay là làm cho các anh chị tiến tới mục tiêu đó trả lời em nghe rồi đúng rồi và em nói anh chị là anh chị không có cơ hội để mà đạt được cái mục tiêu đó luôn và nó làm cho anh chị tránh xa mục tiêu tại vì sao? Tại vì cơ cái tiềm thức đó, nó có một cái nhiệm vụ là nó sẽ bảo vệ anh chị và giúp anh chị giúp đồng ý, đồng thuận cái yêu cầu của ý thức. nên là nếu như mà các anh chị nghĩ tới mục tiêu mà anh chị bị chết bị lo lắng thì cơ thể các anh chị tiềm thức anh chị nó sẽ rất là sợ nó sợ ảnh hưởng đến anh chị nó sợ làm anh chị buồn nó làm cho anh chị bị chết bị bị tổn thương nên là cách tốt nhất là nó làm cho anh chị quay luôn cái mục tiêu là khỏe nhất anh chị hiểu không nó làm cho anh chị quay luôn để cho nó khỏe Bao nhiêu số anh chị sau khi mình quen luôn mục tiêu thì mình thấy nó khỏe hơn ạ? À? Đấy. Vậy nên là nếu như anh chị đặt cái mục tiêu ra thì anh chị đừng có bị chết mà anh chị hãy nghĩ như thế này nè. Hãy sống như thể là mình đã đạt được nó rồi. Hãy xem như thể là mình đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Và anh chị hãy tập trung vào lòng biết ơn. Anh chị hãy tưởng tượng như là ngay bây giờ cái lúc này là anh chị mới vừa hoàn thành cái mục tiêu của mình xong. Thì anh chị sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào? Cảm thấy biết ơn cái điều gì đã giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu đó? Anh chị cảm thấy trân quý cái điều gì, biết ơn cái điều gì khi anh chị có được cái mục tiêu đó? Anh chị hiểu vấn đề đó không? Thì thay vì mình nghĩ tới mình sợ, mình nghĩ tới mình lo thì mình hãy bật cái chế độ là mình tưởng tượng như là mình đã đạt được nó rồi. Vậy thì khi mà mình đạt được nó rồi. Thì mình sẽ cảm ơn ai. Mình sẽ cảm thấy như thế nào. Và mình cảm ơn ai. Anh chị làm được không? Anh chị hiểu em nó không? Thì bạn nghĩ tới mục tiêu. Bạn sẽ hạnh phúc. Bạn nghĩ tới mục tiêu. Bạn sẽ tràn ngập lòng biết ơn. Tràn ngập sự hạnh phúc. Chứ không phải là lo lắng nữa. Ok không ạ? À? anh chị hiểu chỗ này không và hồi xưa các anh chị nha em rất là lo lắng em sợ lắm em rất là sợ em sợ em sẽ không thành công được bởi vì em đã dành 18 tuổi đến năm 25 tuổi em đã rất là chặt vật cho quý vị đi kiếm tiền nên là em rất là sợ là mình sẽ không làm gì được thành công vậy thậm chí anh chị biết không em nhập hàng gì em bán á bán hàng em nhập hàng gì em bán em cũng không bán được hàng nghe anh chị nên là em rất là sợ là em sống sẽ không tạo được tiền trong cái cuộc đời này Bởi vì nếu em không làm ra được tiền thì em sẽ không có nuôi được bản thân của mình cực kỳ sợ luôn và em sống em rất là tự ti nhưng mà cho đến khi mà em biết đến môi trường câu lạc bộ em biết đến cái bộ môn là sức mạnh tiềm thức và vận hành sức mạnh tiềm thức trong kinh doanh vận hành sức mạnh tiềm thức trong cuộc sống À, nhờ cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ cuộc đời mà em theo đã được khai phá cái sức mạnh tiềm ẩn của mình thì trong đó nó có cái quy trình các anh chị anh chị mở anh chị là mình sẽ được làm cái quy trình bây giờ anh chị nghe em nói thì anh chị không có tin đâu nhưng mà trong cái nhóm rèn luyện nó có cái quy trình để cho anh chị thực hành anh chị chỉ cần làm cái quy trình nó xong là anh chị tin anh chị sẽ cảm nhận được cái sức mạnh các anh chị nó phi thường như thế nào nó thì đó là cái cái cách nếu mà anh chị muốn đi sâu hơn cái này á thì anh chị có thể tham khảo cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ cuộc đời để anh chị có cơ hội được uh, hiểu biết sâu rộng hơn ha còn bây giờ theo sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái cách để mà về nhà Cái anh chị sẽ gia tăng niềm tin với cái sức mạnh tiềm thức của mình được không vậy thì anh chị chỉ cần hiểu như vậy nè em sẽ chỉ anh chị cách để về nhà anh chị tự rèn luyện nó nè thì cái cách này em đã em đã học được trong cái nhóm này liền thì em cũng đã rèn luyện mình rất là kỹ bằng cách này em mong rằng chia sẻ các anh chị anh chị sẽ biết cách tự rèn cho chính mình ok không nè vậy thì từ nay về sau anh chị hãy học cái cách làm cái gì cũng phải giao việc cho tiềm thức của mình làm từ cái việc nhỏ trước thì cái việc lớn đó, nó sẽ quen nhìn nhau và mình sẽ bắt đầu giao việc cho tiềm thức những cái việc nhỏ nhất việc nhỏ ví dụ như là gì ạ đi đường an toàn khi mà các anh chị bước ra đường á nó sẽ có rất là nhiều những cái xe cộ này kia các thứ mà ai biết được các anh chị đi đường nó có an toàn hay không ai biết được mình đi thì đúng đường đúng lục nhưng mà người khác họ đụng như mình thì sao ai biết đúng không nên là trước khi bước ra đường á thì mình sẽ giao việc cho tiềm thức mình giao cho tiềm thức là gì ạ bây giờ chị đi ra đường chị đi tới công ty an toàn khỏe mạnh bình an đúng giờ nha ok nha tôi tới công ty. Đúng giờ. Bình an. khỏe mạnh. Anh nhiều kêu không? Bước một là mình phải nói như vậy là mình đang rèn cái ý thức của mình. Mình đang rèn cho cái ý thức của mình nó nó biết cái cách để mà luôn luôn phải yêu cầu, luôn luôn phải ra quyết định. Rồi cứu số 2 là các anh chị rèn cho cái tiềm thức của các anh chị giao vị cho tiềm thức nè bằng cách là anh chị hãy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu vào và bắt đầu hình dung đến cái cảnh mình vừa bước xuống cái công ty nhìn vô cái đồng hồ chính xác cái giờ mà mình muốn luôn và trên người mình rất là an toàn rất là khỏe mạnh ok không ạ à? bước số 3 bắt đầu mình mới dắt, dắt xe ra mình bắt đầu mình mới đi và đi tới nơi an toàn rồi thì bắt đầu mình bước số 4 mình sẽ ăn mừng xin nhảy lên mình ăn mừng yeah tôi đã tới nơi an toàn xin cảm ơn tiềm thức xin cảm ơn vũ trụ rồi chị làm được không đây là bốn cái bước đây là những cái bước cơ bản để anh chị tập rèn luyện tiềm thức của mình đây là những cái cơ bản anh chị phải làm anh chị làm càng nhiều á thì tiềm thức anh chị nó càng mạnh anh chị làm ít thì sao thì tiềm thức nó không mạnh khi mà các anh chị làm nhiều thì các anh chị sẽ trở thành người nhiễm từ thì trong cái cuộc sống này nó có hai loại người một là người nhiễm từ hai là người không nhiễm từ người không nhiễm từ thì người đó không có tự tin lúc nào cũng sợ lúc nào cũng lo còn người nhiễm từ là những người rất là tự tin họ tin rằng họ làm được tất cả mọi thứ bằng cái sức mạnh của họ vậy thì ngay bây giờ các anh chị phải rèn luyện thì theo hướng dẫn cho anh chị là anh chị nắm rõ chưa bao nhiêu số anh chị nắm rõ thì comment là tôi đã rõ Em nhắc lại nè, bước 1 là các anh chị hãy tập cái cách yêu cầu. Yêu cầu cái điều mà mình muốn. Giao việc cho tiềm thức trong mỗi lúc luôn các anh chị nha. Việc nào mình làm mình cũng giao hết đó. Ví dụ như cái việc mà các anh chị vô dâm nè, anh chị học. Có nhiều bạn không học, không ngồi tập trung được cho đến cuối giờ. Thì mình biết rằng là mình không có tập trung được cho đến cuối giờ thường thường là nửa tiếng là mình bắt đầu mình ao ra rồi hoặc là nửa tiếng là mình mất tập trung rồi thì mình thấy cái gì khó chơi quá thì mình giao việc cho tiềm thức giờ giao cho nó đi ơi nó nghe mà nó nói nghe bộ bây giờ vô dung học sau nó cứ nửa tiếng nó mất tập trung bây giờ bộ giúp mình đi bây giờ nè tôi học dùm nghiêm túc tập trung đến cuối giờ giác ngộ được bài học đạt được mục tiêu ok không anh chị hiểu không đó là giao việc nói xong rồi thì bắt đầu mình ngồi xuống mình nhắm mắt lại hít hơi thật sâu vô hít một hơi thật sâu vào bụng phình ra Hôm qua em chỉ rồi đúng không? Miệng cười, hết một hơi thì sao vào? Rồi yêu cầu, hình dung. Hình dung đến cái cảnh này ạ. Cái thúc của buổi dung Mình bye bye mọi người. Mình vẫn rất là tràn đầy năng lượng. Mình bye bye anh em. Rất là tràn đầy năng lượng. Miệng mình đắp cười, rất là tươi. Đó. Là coi như thành công chưa? Rồi bước số 3 bắt đầu mình mới vô vô mình ngồi mình học nè. Mình hành động mình vô cho mình ngồi mình học nè. Ok không? Rồi bước số 4 sau khi mình đã học mình hoàn thành rồi mình sẽ ăn mừng. Yeah! Tôi đã học tập trung nghiêm túc một tiếng rưỡi đồng hồ. Yes. Ừ. Xin cảm ơn tiềm thức, xin cảm ơn vũ trụ. Đấy. Mình phải nói cảm ơn tiềm thức của mình. Anh chị neo vô bài vai bên trái. Vũ trụ anh chị neo vô bài vai bên phải. Cảm ơn cái tiềm thức của mình. Cảm ơn cái con người của mình đó. Tiềm thức là con người của mình mà. Anh chị làm được không? Một ngày mình làm cho chục cái như vậy thì mình mới nhiễm từ nhanh được. Anh chị muốn trở thành người nhiễm từ không? Người nhiễm từ là người. Người nhiễm tự tính là người luôn tự tin khi làm bất cứ việc gì. Còn người không nhiễm tự tính là ủ rũ như con gà rù. Mà không có làm gì cũng không làm được chứ. Lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng lo lúc nào cũng bàn ra không à nên là phải trở thành người nhiễm từ bao nhiêu chị thuộc rồi em nhắc lại nha bước một là gì nói nghe coi bước một là gì bước một cười á no. bước một là rèn luyện cho ý thức yêu cầu yêu cầu đúng chính xác đúng ngôn từ và chính xác ví dụ như yêu cầu là tiềm thức ơi đừng có để tôi buồn ngủ nha yêu cầu vậy được không cho họ yêu cầu vậy được không tiềm thức ơi đừng có để cho tôi buồn ngủ nha hãy làm cách nào đó cho tôi đừng có buồn ngủ nha đừng có buồn ngủ nha, buồn ngủ nha, buồn ngủ nha, buồn ngủ nha, rồi cái này ngủ luôn đó đó là những người không biết cách yêu cầu yêu cầu ngược không à thì mình nói làm sao ạ à? bây giờ bạn giúp mình đi buồn giúp mình đi tìm thức giúp mình đi giờ tôi cần học tỉnh táo tỉnh táo tỉnh mắt Châu Áo. tỉnh Tỉnh này vậy nè. Đấy, phải yêu cầu. Đừng có đợi mà đến khi mà mà buồn ngủ rồi rụi xuống rồi mới, mới yêu cầu nha. Mình phải yêu cầu trước khi người mình nó nó gà nó ngủ gà ngủ gật. Tôi ngay bây giờ lúc này chị nói nha, ngay bây giờ ngay lúc này. Tôi ngồi học tỉnh táo tràn đầy năng lượng. Giác ngộ được bài học, đạt được mục tiêu. Đến hết giờ đó anh chị thử đầu vô đầu dâm vô mà anh chị nói được câu đó thì anh chị ngon không bước số 2 là bắt đầu anh chị hình dung tưởng tượng bước số 2 là mình nhắm mắt lại mình hít vào được sâu vào hít vô rồi mình hình dung lấy cái cảnh là gì ạ mình mới vừa học xong mình trang đây năng lượng mình nhìn vô cái đồng hồ trời ơi một giờ rưỡi mà mắt còn tao quẩu tao quẩu quá giỏi rồi bước số 4. bước số 3 là gì ạ bước số 3 là mình bắt đầu vô giúp mình học mình bắt đầu mình hành động mình làm bước số 4 là gì ạ ăn mừng Yeah, tôi đã tập trung được một tiếng rưỡi đâm hồ Xin cảm ơn tiệm thức, xin cảm ơn vũ trụ. Được không? Ok không? Vậy thì từ nay về sau Anh chị sẽ làm tất cả mọi việc Trong cái cuộc sống của anh chị Hãy làm theo bốn bước như đó Trong một ngày Anh chị phải giao việc cho tiềm thức Ít nhất là 10 lần Phải giao việc cho nó Và mỗi lần nó làm được việc Phải giao mấy cái việc dễ dễ nha còn giao mấy cái việc mà khó thì thâu luôn á ơi tiềm thức ơi bữa nay là phải bán được ba đơn hàng nha ơi chúa nó chưa làm được mấy cái đó thì đừng có ép nó nhiều quá cho nó tập mấy cái đơn giản chứ cho tiềm thức của mình nó tập mấy cái đơn giản chứ anh chị làm ý không thì sau này á, nó giỏi rồi á, nó lớn rồi nó mạnh rồi anh chị muốn nhờ nó cái gì cũng được hết á thì cái mục tiêu lớn của mình là 31 tháng 8 năm 2023 tôi có lợi nhuận là còn mấy cái mục tiêu nhỏ nhỏ là mình mình cho nó làm để cho nó, mình ăn mừng hay không khi mỗi khi mình ăn mừng là mình cho cái thức ăn mình cho tiềm thức cái thức ăn tôi đã tập trung được một tiếng rưỡi rồi yeah, xin cảm ơn tiềm thức xin cảm ơn vũ trụ thì mỗi lần mình ăn mừng như vậy là mình đang cho tiềm thức mình thức ăn để cho nó lớn lên. Và anh chị vô Zoom. Anh chị nay vào Zoom anh chị nghe mấy câu chuyện thành công của mấy anh chị đi trước. Mấy anh chị hay lên chia sẻ câu chuyện thành công á. Thì các anh chị nghe xong anh chị nghe nhiều vô để chị mỗi lần anh chị nghe người ta thành công. Nhưng mà anh chị cứ tưởng như là thành công của mình, làm được không? Nghe người khác ăn mừng thành công. Nhưng mà mình tưởng đó là thành công của mình Ừ Mình cứ giả đồ như đó là thành công của mình Yeah Ví dụ như nghe bạn gì nói Tiền của tôi hôm nay về được 20 triệu Cái anh Yeah Tôi về 20 triệu Tôi 20 triệu đang về với tôi Đó Cái xong cái Nhỏ này tưởng thiệt Nhỏ tiềm thức này nó tưởng thiệt Ủa vậy là tuổi nhân mình ủa vậy là vậy là có thành công á hiểu không thì thành công nó mới nối tiếp thành công là vậy đó thành công mới nối tiếp thành công và ngày nào cũng phải lâu hơn cái gì ra ăn mừng làm được một cái gì đó là anh chị phan mừng liền thì anh chị sẽ nâng cấp được cái con người Thì thức mình sẽ trở thành người nhiễm từ ok không ạ à? từ nay về sau cái đúng bốn này anh chị làm nếu như mà các anh chị muốn cảm nhận được cái sức mạnh tiềm ẩn của mình thật sự thì cái anh chị biết không cái thời điểm đó em theo mới anh, nghe người thầy của mình giới thiệu có cái chương trình nhóm đàn luyện có cái nhóm đàn luyện sống ngày làm chủ cuộc đời thì trong cái nhóm đàn luyện này chúng tôi sẽ có những cái quy trình để giúp cho bạn khai phá sức mạnh tiềm ẩn trong bạn thế em theo cũng uh, khao khát quá rồi em nói là thôi bây giờ mình phải đi một chuyến mình phải mình 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 phải vào cái nhóm liên luyện này thì khi mà em vào á là em được làm cái quy trình điểm điểm C hay là quy trình khai phá sức mạnh tiềm ẩn thì ở trong đó người ta cũng chỉ cho em làm bốn bước như vậy đó và họ đưa cho em một cái bài tập họ đưa cho mình cho cái lớp ra một cái bài tập cái bài tập là bây giờ mình phải vượt ngưỡng có nghĩa là cơ thể của các anh chị là nó chỉ có thể là đi từ a tới b thôi nó cái người ta cho mình một cái bài tập người ta bảo các anh chị là làm anh chị sẽ dùng cái ý thức của mình anh chị đi được từ a tới b thôi nhưng mà bây giờ người ta cho anh chị một cái điểm c nó xa nó vượt xa cái khả năng của các anh chị có nghĩa là người bình thường là không làm được nhưng mà người ta mới bắt đầu áp dụng bốn cái bước đó cho các anh chị thực hành đúng bốn cái bước đó Bước 1 là yêu cầu Bước số 2 là hình dung tưởng tượng Bước số 3 là hành động Bước số 4 là ăn mừng Và khi mà người ta đã thu đã làm cái kỹ thuật đó Chỉ cho anh chị làm cái bí kíp đó Sau khi anh chị làm xong Là anh chị vượt ngưỡng cái điểm xe đó luôn Ghê không? Đó Nên là nếu như các anh chị muốn đi sâu hơn Cái sức mạnh tiềm thức này Thì em cũng khuyên là các anh chị Nên được làm cái quy trình đấy nên ở đây nó sẽ có cái nhóm rèn luyện sáu 60 ngày làm chủ cuộc đời nếu anh chị muốn giỏi hơn chị có thể tham tham khảo tham gia vào cái nhóm rèn luyện này ha ok mà nếu mà anh chị muốn biết thông tin thì anh chị hỏi những người trưởng nhóm anh chị họ sẽ chỉ thông tin cho các anh chị còn bây giờ anh chị về anh chị thử anh chị rèn luyện bóng cái thói quen đó cho bất kỳ cái việc nào mà anh chị làm thì em tin rằng anh chị sẽ trở thành người nhiễm từ người nhiễm từ nha còn cái cấp độ anh chị muốn trở thành người nhiễm độ ở cấp độ cao á thì anh chị nâng cấp tư duy của mình lên. Trở thành người nhiễm từ nhưng mà phải liên tục nâng cấp tư duy của mình để mình có trí tệ. Được không các anh chị? Mình có kiến thức, mình có trí tệ. Thì bao nhiêu sinh gì đã biết cách vận hành ạ? thì có một số anh chị ở đây mình gặp một cái vấn đề như sau đó chính là anh chị sử dụng bốn bước này anh chị đạt được những cái mục tiêu nhỏ 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 ví dụ như là đi đường thông thoáng nhận quà hoặc là đi tới công ty đúng giờ nhưng mà những cái mục tiêu về tài chính ví dụ như là gia tăng gấp đôi lợi nhuận hoặc là những cái mục tiêu ví dụ như là uh, bùng nổ dân số hoặc là gì uh, tạo ra cái tài sản triệu hàng triệu đô la thì các anh chị lại chưa làm được vậy thì cái lý do nó đến từ đâu cái lý do nó đến từ cái việc là gì ạ à? bạn đã bị thiếu một cái bước đó chính là bạn đã không giáo dục không có rèn luyện tri thức không có trôi dầu cái sự hiểu biết cho ý thức và cho tiềm thức của bạn cho cái tâm thức của bạn Nghe không? Nếu như tâm thức của các anh chị Nó là một người sinh viên Thì nó cũng sẽ không bao giờ Nó làm ra được cái kết quả Của một người doanh nhân Ok với em nói không Vì Thì nếu như Các anh chị muốn Tìm thức của các anh chị Nó giúp các anh chị kinh doanh thành công thì ít nhất gì anh chị cũng phải dẫn cái con tiềm thức cái ý thức của anh chị nó phải đi học đi tiếp xúc với một người doanh nhân để làm gì ạ à? để tiềm thức anh chị nó có một cái hình mẫu nó phải thấy được một cái hình mẫu thì nó mới bắt chước theo được nó mới làm theo được còn không có cái hình mẫu nó không làm theo được các anh chị bây giờ các anh chị muốn trở thành doanh nhân mà anh chị có biết mỗi ngày Một cái người doanh nhân họ làm cái gì không Anh chị không biết làm sao mà anh chị Mô phỏng theo được Làm sao tiềm thức cái anh chị nó giúp anh chị đạt được Cái trở thành cái người đó Bây giờ anh chị nói rằng là lãnh đạo Lãnh đạo là những người mà có cái dòng Dòng thu nhập cao nhất Lãnh đạo là những cái người mà có cái tạo được cái Dòng tiền lớn nhất Và anh chị muốn trở thành cái người lãnh đạo Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là Tiềm thức của bạn nó có biết Cái người lãnh đạo là cái người như thế nào đâu đâu có quý nên là anh chị cần phải cho nó tiếp xúc bằng cách là mình phải cho mình vào cái môi trường nếu như anh chị muốn trở thành người doanh nhân kinh doanh thành công thì anh chị phải cho mình ở trong cái môi trường của những doanh nhân thành công anh chị phải thấy được cái người đó họ có thói quen gì có cái hành xử gì có cái suy nghĩ gì anh chị mới có thể tìm thức anh chị nó mới có thể giúp anh chị trở thành người đó được còn không còn lâu mới đạt được ha nên riêng về mặt tài chính riêng về cái mặt tài chính và tiền bạc nếu anh chị muốn sử dụng cái sức mạnh tiềm thức để mà mang lại cái hiệu quả thì bạn cần phải cho tiềm thức của mình nó phải tiếp xúc nó phải được nhìn thấy nó phải được ở thân cận cũng như là có tư duy có kiến thức có thông tin có suy nghĩ của một cái người thành công về tài chính em ví dụ đơn giản như vậy nè ví dụ như trong công ty của các anh chị á nó sẽ có nhiều cấp bậc ví dụ như là nhân viên trưởng giám đốc à, trưởng phòng rồi giám đốc lấy chủ tịch của tập đoàn đúng không ạ thì bây giờ nếu như suốt ngày anh chị cứ chơi với mấy người nhân viên thì làm sao anh chị làm sao tìm thức bạn giúp cho bạn trở thành chủ tịch được dễ hiểu không không nên nếu như anh chị muốn hướng tới cái người vị trí chủ tịch ở đây nó công chủ tịch ở đây nó thì ít nhiều gì hàng ngày anh chị cũng phải gặp công chủ tịch đó ít nhất là mấy lần để mình vô mình ngó cái cách ông ăn mặc cái cách ông làm việc cái cách cái cách mà ông hành xử với nhân viên cái cách mà ông hành xử với mọi người cái thói quen sống cái thói quen làm việc ông như thế nào rồi mình bắt chước theo mình học theo mình làm theo thì tương lai mình mới trở thành ổng được tiềm thức nó mới mô phỏng nha các anh chị mà nó mới nó mới hiểu được à một ông chủ tịch là vậy 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 thì nó mới mô phỏng rồi nó đưa đường nó dẫn lối rồi nó mới đồng thuận rồi nó mới giúp các anh chị đi tới đó được anh chị hiểu em không đấy thì nếu như anh chị muốn sử dụng sức mạnh niềm tin đạt được cái kết quả về tài chính thì anh chị cần phải hiểu cái mấu chốt ở chỗ đó đó là có cái câu là gì tư duy tới đâu là tiền tới đó có nghĩa là kiến thức của các anh chị tư duy hiểu biết niềm tin của các anh chị nó ở cái mức nào thì tiền thức nó sẽ giúp cho các anh chị trở thành cái người ở cái mức đó Ừ. Kê không Đấy. nhưng nếu như các anh chị muốn có một anh chị muốn tạo anh chị muốn xây dựng một cái doanh nghiệp tạo ra một doanh nghiệp hàng triệu đô la thì các anh chị phải có suy nghĩ của một triệu phú của một nhà triệu phú là như thế nào vậy thì bao nhiêu số anh chị đây mình muốn tiếp xúc với các doanh nhân thành đạt ạ à? đây nè bổ dâm câu lạc bộ đó anh chị quan sát họ đi mà cụ thể hơn nếu như anh chị muốn biết rõ hơn thì anh chị có thể cho phép mình có mặt trong nhóm rèn luyện nhanh nhanh trận thái dạng của lạc bộ thì sắp tới à, đang có nó có cái nhóm rèn luyện là gì ạ à? bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức nếu như được á, thì các anh chị cho phép mình tham gia anh chị tham gia anh chị sẽ hiểu rất là kỹ lưỡng à, các anh chị sẽ học cái cách bán hàng bằng tiềm thức nó sẽ dễ dàng như thế nào? Mời cô các chị ha. Và trong cái nhóm này liền đó. Thì anh chị sẽ liên tục được tiếp xúc với những cái câu chuyện. Những cái câu chuyện về kinh doanh. Những cái câu chuyện về những người thành công trong kinh doanh. Anh chị sẽ được một cái danh nhân. Một cái người danh nhân có được cái sự thành công trong cái công việc kinh doanh của cô ấy và sẽ trực tiếp chia sẻ với các anh chị thì anh chị chỉ cần là ngồi tập trung lắng nghe ghi chép cảm nhận là tiềm thức của các anh chị nó sẽ mô phỏng được sau khi nó mô phỏng được rồi kết thúc cái buổi đó anh chị bắt đầu làm theo là nó dễ bởi vì nó có tiềm thức của mình hậu thuẫn còn hồi xưa mình làm thế không có dễ là bởi vì mình không có cái ông nhỏ tiềm thức kế bên vì hiểu em nó không đó là lý do mà tại sao chỉ trong hai năm ngắn ngủi thôi theo đó gầy dựng ra được một cái doanh nghiệp của mình và theo đã có được một cái cuộc sống tự do về tài chính đi du lịch vòng quanh thế giới đưa mẹ mình ra thế giới đưa những anh chị đậu nhốn mình ra thế giới trong khi trước đó em nói anh chị là không có được cái sự thành công Đi làm rất là nhiều Cũng không không có đạt được Và đến từ cái việc là nhà em đã biết cách vận hành Sức mạnh bên trong của mình nha anh chị Và tất cả cái những cái công việc kinh doanh của Theo nó được tự động nó được tự động hóa và được vận hành theo cái sức mạnh tiềm ẩn của mình ví dụ như là bây giờ tháng đó mình muốn tạo ra 100 trăm triệu lợi nhuận mình giao việc cho tiềm thức là tháng này là chị muốn tạo ra là trăm triệu là nhận nha. Giao việc xong rồi thì mình đã tiếp, mình đã có những cái tư duy chiến lược rồi thì mình cứ làm thôi. Và trong quá trình mình làm, tiềm thức nó sầu thủng mình. Các anh chị ok không ạ? À? Anh em là nếu như anh chị biết được cái cách mà bán hàng một số mạnh tiềm thức, anh chị sẽ lợi hơn rất là nhiều. Anh chị sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. So với cái việc mà anh chị dùng ý thức để anh chị làm, anh chị rõ chưa? Thì nếu như các anh chị muốn giỏi Thì hãy rèn luyện cái tâm thức của mình Hãy dành thời gian để rèn luyện nó Và trong cái nhóm rèn luyện như nhanh nhân các anh chị ha Nó sẽ có những cái thói quen của một người doanh nhân Chỉ cho các anh chị rõ ràng là người doanh nhân có thói quen gì Thói quen một thói quen 2, thói quen 3 Bây giờ mỗi ngày anh chị chỉ cần giao việc cho tiềm thức Các anh chị làm hoàn thành Bây giờ là hoàn thành thói quen một nha tiềm thức ơi Bây giờ thói quen số 2 là hoàn thành cái thói quen này nha. Đấy, và cả hai đứa cùng làm nghĩa là anh chị cũng làm nhưng mà tiềm thức anh chị nó sẽ hậu thuẫn cho các anh chị làm tốt hơn và như sách chị hiểu rõ điều này ạ à. Đấy là nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Đấy, thì nếu như các anh chị muốn mà mình đi sâu hơn mình muốn vận hành cái sức mạnh tiềm thức này Mình dễ hơn giỏi hơn trong công việc kinh doanh của các anh chị trong cái công việc bán hàng của các anh chị các anh chị có thể tạo ra những cái những cái đơn hàng nó dễ dàng hơn thì các anh chị hãy cho phép mình nha vào cái nhóm này luyện nhanh nhanh cho nó dạng nếu mà bán hàng mà sức mạnh tiềm thức á cái anh chị hỏi trưởng nhóm cái anh chị hỗ trợ cho hỏi thăm đi tạo điều kiện hỏi mối quan hệ hỏi thăm thì từ nay về sau các anh chị muốn trở thành ai thì mình tiếp xúc với người đó mình muốn có cái gì thì mình hãy nhìn cái đó nhiều vô bây giờ anh chị muốn có siêu xe không chiếc xe của các anh chị muốn có là xe gì ví dụ như ngày nào mình cũng la mình cầm cái cái chiếc xe quay mình lái hoài thì đâu có được bây giờ anh chị muốn sở hữu cái chiếc xe gì thì hãy in hình cái chiếc xe đó đem về nhà dán nó trong nhà của mình rồi bây giờ ngôi nhà của anh chị anh chị muốn một năm nữa anh chị ở cái nhà nào anh chị muốn có có nhà nào bao nhiêu tiền bao nhiêu phòng thì in cái nhà đó ra dán trong cái 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 nhà của mình để mỗi ngày mình phải ngắm vô đó gì đó không đấy mà theo cũng in cái hình của ngôi nhà mà theo muốn xây cho cha mẹ mình thì in ra thì bảo cha ơi cha xem cái nhà này dùm con ha thì dán ở trong nhà cho nhìn cái nhà này dùm con với để riết, rồi cuối cùng cái nhà nó cũng ra ngoài rồi các anh chị thấy không? anh chị hiểu không ạ? À? bao nhiêu số gì anh giống nữ này à? đấy, nó cũng ra ngoài rồi nè, nó cũng có cái nhà này bình thường là theo về nhà thì theo cái phòng đây là phòng thờ, phòng đây là phòng mẹ mình, nơi phòng khách, cái phòng của thể nó nằm ở cái góc bên này, cái góc đằng sâu cái này nè, sau cái phòng này, đấy bây giờ không ạ? À? thì mỗi ngày mình phải nhìn vô cái nhà đó chứ không phải là mình thấy cái nhà cũ nữa. Mình phải thấy cái nhà mới. Mình phải nhìn thấy cái con người mới mà mình muốn trở thành. Cái thứ mà mình muốn có mình phải nhìn thấy nó mỗi ngày. Mình phải cảm nhận nó mỗi ngày. Mình phải nghe mình muốn trở thành một danh nhân thì mình phải nghe danh nhân nói mỗi ngày. Chứ bây giờ mình muốn trở thành danh nhân mà mình cứ đi đi tắm chuyện như mấy cái bà hàng xóm đâu có được. À nên nếu như bạn muốn trở thành ai thì hãy cho mình tiếp xúc với những người đó. Nên là anh chị có biết không. Trong cái nhóm rèn luyện của câu lạc bộ. Nó không phải là rèn luyện 30 ngày. Mà cho các anh chị cái môi trường. Để anh chị zone vô. Để anh chị rèn luyện. Và cái bạn sẽ có ba môi trường. Môi trường gia đình. Môi trường công ty. Công việc. Và môi trường bạn bè. Bây giờ em hỏi các anh chị nè cái môi trường công ty anh chị tới đó những người trong công ty đó, có ai mà làm ra được cái mức thu nhập các anh chị mong muốn chưa được bao nhiêu người rồi cái môi trường gia đình của anh chị đó, trong gia đình của bạn đó, có người nào mà tạo ra được cái thu nhập như cái mức thu nhập anh chị muốn chưa có ai mà có cuộc sống như anh chị muốn chưa rồi cái môi trường bạn bè của bạn những cái người bạn của anh chị có ai mà đang có một cuộc sống như anh chị mong muốn chưa Bây giờ cả ba cái môi trường đó, nó không ai được hết trơn Mà anh chị cứ nhúng mình ở trong đó Thì tiềm thức của các anh chị nó cứ Suốt ngày nó cứ nhìn ngó mấy cái người đó hoài Nó cứ nhìn ngó những cái sự kiện đó Nó cứ nhìn ngó những cái tình huống đó Thì nó sẽ lưu vô trong người anh chị Nó sẽ lưu vô trong tiềm thức của các anh chị Và nó sẽ giúp anh chị trở thành chính xác cái người như vậy thôi Nó không hơn được Anh hiểu vấn đề đúng không? nên là tại sao nó có cái nhốn rèn luyện danh nhân, nó không phải là bán khóa học cho các anh chị, anh chị mua khóa học về là anh chị sao anh chị học được ba bữa anh chị nghỉ, nhưng mà rèn luyện là như thế nào, là cho các anh chị môi trường, cho anh chị cái môi trường của những người danh nhân, của những người làm kinh doanh, của những người có thói quen của một người đi kinh doanh, cuộc sống của những người danh nhân họ làm cái gì, họ sống như thế nào họ thực hiện cái thói quen gì họ có cái suy nghĩ gì thì cho các anh chị zone vào trong cái môi trường đó để nhiễm từ cho các anh chị để tìm thức của các anh chị hàng ngày nó tiếp xúc nó nhìn nè nó nghe nè nó cảm nhận nè nó làm theo luôn thì riết rồi sau 6 tháng anh sau một tháng đến 6 tháng sau bạn có thay đổi không anh chị nghĩ anh chị sẽ trở thành ai Vậy hình như không? Thì đó là cách để mà thay đổi một con người. Muốn thay đổi một cái người nào đó. Thì phải cho, phải thay đổi cái môi trường của họ. Nên bây giờ anh chị, môi trường gia đình anh chị là không thể thay đổi được rồi. Mình đâu thể nào mà, mà bỏ mẹ, bỏ cha được đúng không? Môi trường bạn bè của anh chị thì anh chị có thể thay đổi được. Mà cách là anh chị không ở đó thôi chứ không thể nào mà thay đổi họ được rồi môi trường công ty công ty thì mẫu là anh chị nghĩ công ty thôi chứ không thể nào mà anh chị thay đổi công ty được đúng không không thể nào mình thay đổi những con người trong đó được vậy thì bằng cách mới đó chính là mình hãy cho mình một cái môi trường khác tham tham gia vào nhưng nếu như các anh chị muốn gia tăng về lợi nhuận thì các anh chị phải zoom vào một cái môi trường và có những người đang thành công lên họ làm cái gì bạn chỉ cần tiếp xúc và làm theo thôi tiềm thức nó sẽ giúp các anh chị yên tâm đi tiềm thức của các anh chị chỉ cần nó tiếp xúc với cái người đó đủ lâu nó trở thành cái người đó anh chị có nghe câu là bắt chước như khỉ không hồi xưa anh chị đâu có biết đi đâu đúng không mình nhìn thấy cha mẹ mình Ủa thấy ông bà mình đi sao hay giỏi người ta Mình nhìn thấy mẹ mình đi cũng giỏi người ta Sao cha mẹ mình đi đứng mà giỏi người ta Nhìn riết rồi cuối cùng cũng đi được rồi nhìn thấy không Nhìn riết rồi cuối cùng mình cũng đứng lên mình đi Đứng lên đi kiểu gì cũng đứng lên đi Rồi đi riết rồi nó cũng được Hôm nay là có mấy anh chị mới vô đây đâu có thích kinh doanh đâu nhưng mà nhìn theo nhìn anh chị danh nhân ở đây thành công quá nhìn riết rồi cuối cùng cái bị nhiễm từ luôn rồi cuối cùng cũng khoái kinh doanh hồi nào không hay luôn chơi với năm người đi kinh doanh tài giỏi thì bạn cũng là người kinh doanh tài giỏi thứ sáu chơi với năm nhà triệu phú bạn cũng sẽ là nhà triệu phú thứ sáu không có chạy cái đường nào cái em nha. không có tránh cái khổ không không có tránh được không có đường nào mà tránh được hết trơn à, á anh chị thấy không đây à, nè anh chị thấy em không Ấy. À, chơi với hồi xưa chơi với sinh viên hồi xưa chơi với sinh viên thì chơi với những bạn sinh viên á thì mình những bạn sinh viên á nhìn nhau không đây à, nè hồi xưa chơi với những bạn sinh viên này, này đó thì mình có cái mình sẽ có cái thu nhập cùng với những bạn này thì môi trường của em là vậy thôi mà hồi xưa đó môi trường của em là những người bạn đó đó thì giờ không bao giờ em hỏi gì nào đang có những người bạn như vậy à? đấy môi trường của em hồi xưa là gì nè không phải hôm nay không phải môi trường hồi xưa môi trường hồi xưa của em là những người bạn này nè thì suốt ngày cứ đi làm thuê làm mướn thì gặp mấy bạn vậy thôi thì mình chơi với họ thì thu nhập mình nó cũng cả đó rồi các okay, anh chị thì những cái câu chuyện mà những cái người bạn này hơi bạn với nhau là gì Mai tao tăng ca nữa mày ơi ừ. Mai mày tăng ca không Ê Rồi à, hồi nãy mày được thưởng nhiêu vậy Mày có được bao không Tao được bao ba chục Mày được bao nhiêu Đấy. Thì cứ cứ vậy hoài Thì tiềm thức nó nghe hoài Mấy cái thứ đó thì nó vậy thôi Nó chỉ được nhiêu thôi anh chị Nhưng mà Có mối quan hệ với những người bạn này là khác nha Đây nè Những người bạn này nè Khác Câu chuyện của họ nói là khác tháng này á công việc kinh doanh của bạn như thế nào rồi thu nhập thụ động của chị tháng này là bao nhiêu nè đó chính con số chiến lược tháng này của theo là gì chiến lược của tháng này của chị là gì nè mục tiêu của mình á là tháng này mục tiêu của chị là phải đạt được cái điều đây anh gì nhau không rồi à, nói chung là à, mình phải rèn luyện thể lực mình phải chạy bộ sáng nay mình mới chạy được 3 km còn bạn thì sao tháng này công việc kinh doanh của tôi là gia tăng gấp đôi á doanh số chị gia tăng gấp đôi đó tiền về quá trời luôn cười hi hỉ hỉ, hỉ. Thế sao rồi công việc của bạn sao rồi <laughs> công việc của bạn thế nào rồi đó tháng này là chị sẽ tổ chức sinh nhật ở trên du thiền theo nhớ tới nhé đó 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 thì cứ vậy hoài rồi chị tính rằng là cuối năm này chị sẽ sở hữu chiếc xe hai cánh là theo như nào rồi ồ khi nào theo mua xe theo ơi đó. cứ dễ hoài khi dễ hoài thì làm sao mà mình nóng tiến lên anh chị hình dung không rồi là chuẩn bị chị đi canada rồi chuẩn bị chị đi mỹ rồi tháng 8 này chị đi nha trang À, rồi về tháng 11 này chị đi về uh, Thái Lan nó cứ vậy hoài ai à, chịu nổi cứ xuống ngày cứ vậy hoài cho đầu mình Thì em hỏi anh chị tìm thức anh chị nó sẽ mô phỏng cái gì tìm thức anh chị nó mô phỏng cái gì cái anh chị không vô... rồi rồi á đợt này chị đi châu Âu á chị đi theo đợt này chị đi châu Âu rồi, chị đi uh, business á chị đi hạng thương gia đó em có đi không đó <laughs> rồi à, cuối năm à, rồi à, tháng mười một này chị đi châu âu á, theo coi sắp xếp rồi đi nha, cứ vậy hoài thì làm sao mình không bị nhiễm nha chị hiểu không? cứ nói riết rồi hả chị mới mua tặng cho cha chiếc xe ô tô, trời, ơi cứ áp đảo mình mấy cái cái cái, 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 cái hình ảnh vậy là sao mình không, sao mình không bị theo được? rồi à, chị mua xe là chị chị mua xe mà, hôm nay là chị uh, lái BMW và chị đi qua bên cái này, theo có đi thì qua đây chị chở đi, đó qua chở đi chở đi xe mua trần rồi riết rồi em cũng có xe mua trần à là riết rồi em cũng có xe mua trần luôn các anh chị hồi xưa em đâu em không bao giờ nghĩ là em sẽ sẽ mua ô tô đâu em nghĩ là ngày suốt đời cho em đi xe máy <laughs> em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ chạm đến xe xe bốn bánh đâu các anh chị nhé nhưng mà từ khi mà gặp môi trường câu lạc bộ cái chuyện mà sở hữu xe ô tô nó là cái chuyện nó bình thường luôn á thì lúc đầu là em định là em sẽ mua chiếc xe tầm 500 triệu thôi tại vì xe cỡ đó thì mình mới đi mình mới mua nổi chứ làm sao đúng không ai đâu mua nổi xe xe, siêu sang được cái riết rồi đi chơi với người thầy của mình là ảnh cứ dịm ảnh cứ dậm vô BMW đó, nó là thương hiệu dành cho các doanh nhân mà BMW nó là một cái hãng xe mà nó gọi là nó nó luôn luôn có giá trị không có bị lỗi thời ở các thứ rồi cái lau lau anh đệm như vậy cái xong rồi xe mua trần thì nó sẽ rất là hay nó hay là khi mà theo đi ấy, thì theo có thể mở mua ra thì gió nó sẽ rất là mát rồi mình cảm thấy nó rất là là, là giống như là mình đi mình đi xe máy mà mình không đủ nó bảo hiểm vậy đó đấy đó, cái cứ đối dễ riết hai cái anh chị rồi xong rồi cứ cuối tuần là theo cứ lái xe ra cái cái nhà hàng đó rồi theo dựng đó rồi theo ăn Điều ăn à, à, cùng với à, các triệu phú đấy thứ vậy hoài lúc nào cũng đưa vô trong đầu mình mấy cái hình ảnh đó hoài thì anh chị phải chơi với những người như vậy anh chị phải tiếp xúc với môi trường của những người danh nhân thì anh chị mới có những câu chuyện đó họ mới dậm vô đầu anh chị những cái cái bức tranh đó được chứ anh chị chơi với những người họ chưa bao giờ có những thứ đó thì làm sao để đưa được đợt này mình đi châu âu nha theo nhé mình sẽ đi pháp ý thụy sĩ thì khi mà mình đi tới đó Thì em sẽ được ở cái khách sạn như thế này nè Thì cứ em ra Em chỉ cần bước chân ra thôi là em đã thấy cái tháp Eiffel đó rồi Em chỉ cần là chụp cái tấm hình nó lên thôi là Trời ơi nó đẹp mấy Mà ở bên bên châu Âu Ở bên châu Âu là em chụp cái góc nào nó cũng đẹp hết trơn á Em bước ra đường em chụp cái góc nào nó cũng xinh Đó cứ dậy hoài, cứ nhậm vô đầu mình mấy cái hình ảnh đó. Anh chị hiểu vấn nào? không? Thế nên là mình rất là may mắn anh chị May mắn của em là được gặp người thầy của mình Một doanh nhân chậm hóa vàng Anh có một cái triết lý kinh doanh rất là tuyệt vời à, Và anh nói rằng là Theo nghĩ thế đi Nếu như mà theo đi du lịch một mình Thì nó sẽ không có vui Nhưng mà theo đi du lịch mà với uh, Hàng chục người Thì nó muốn, nó muốn khoái Vui Đó, Và theo giúp được bao nhiêu anh chị đi du lịch coi. Rồi cứ, cứ nói dữ hoài Hai Anh chị nha Đấy ờ, tháng này là chị tổ chức sinh nhật ở trên du thuyền á theo nhé ừ thì theo coi tổ chức sinh nhật đi nhạc theo ở đâu <laughs> hỏi nhiều câu hỏi vậy giờ trả lời sao bây giờ mình mới làm cho nó ra thôi cứ toàn hỏi mấy câu vui vậy đó à, rồi à, chị chị mới mua cái chiếc đồng hồ Rolex á theo, theo đợt này chị đi châu âu là chị sẽ mua cái đồng hồ Rolex thì theo coi thử là theo mua cái gì theo qua đó theo qua đó theo sở hữu vài cái túi hàng hiệu đi mua vài cái túi sách về đi thì bản mua nó cũng rẻ hơn ừ. À. <laughs> thì cứ dễ hoài ha cứ đưa vô đầu mình mấy cái bức tranh dễ hoài ai chịu nổi đúng không các anh chị không thật sự là theo được mở tầm nhìn rất là nhiều khi mà mình tham gia vào những cái nhóm này luyện nhanh nhân mình được làm bạn với những anh chị doanh nhân cuộc sống anh chị nó sẽ khác chơi với ai bạn trở thành người đó anh chị ở trong cái môi trường nào anh chị mới trở thành cái người đấy và có rất là nhiều anh chị đâu có khoái đâu có thích kinh doanh đâu có thích kinh doanh đâu các anh chị có nhiều anh chị chỉ thích đi làm rồi đi tới hết ngày hết giờ dễ về vậy đó mà cái nhóm này lại nhanh nhân mà mỗi lần mở ra là các anh chị cứ vô em nói là cứ vô đi vô học bán hàng bằng tiềm thức rồi cứ nghe nói riết rồi cứ nghe một người doanh nhân mà nói riết là trước sau gì anh chị cũng đi kinh doanh trước sau gì anh chị cũng đam mê bán hàng trước sau gì anh chị cũng khoái bán hàng anh chị khoái kinh doanh anh chị khoái làm marketing anh chị khoái quảng bá luôn Đấy. và rồi anh chị mới có thể làm được những cái thứ mà họ đã làm thì đó là sức mạnh của tiềm thức tiềm thức của các anh chị nó sẽ giúp anh chị trở thành cái người mà anh chị tiếp xúc anh chị cài đặt anh chị đưa những cái thông tin niềm tin vào trong cái tâm trí của mình Dịu okay không nhớ không? Rồi, và những cái nơi mà em tới những cái nơi mà em ở những cái gì mà em có hầu như là em được mở tầm nhìn rồi cảm ơn các anh chị ngày hôm nay đã đồng hành với theo cho buổi trưa này rất là nhiệt tình ạ à. I love you I love you I love you thank you các anh chị ạ à. cảm ơn các anh chị rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái buổi dung buổi trưa và buổi uh, buổi xin lỗi buổi tối và buổi ngày hôm sau anh chị nhé được không ạ à? cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã có mặt trong cái buổi dung này xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những chia trình lần sau Bye bye. Các anh chị có thể mở mic chào nhau nha. Tôi là một doanh nhân chạm đây hả nha. Tôi là người thành công. Tôi là người khỏe. <laughs> à, à, không, tôi là một doanh nhân chạm đây hả nha. Tôi là một doanh nhân chạm đây hả nha. Tôi là một doanh nhân chạm đây hả nha.